hello xin chào tất cả quý anh chị và cô chú ạ à. hiện tại thì lộc nguyễn đang uh, tưới cây nào quý anh chị uh, rất là lạ và rất là hiếm những cái uh, ngày mà lộc nguyễn đi quay buổi tối cho quý anh chị ha đó hôm nay rất là mát luôn lộc nguyễn đang quay cho quý anh chị là lúc uh, 6 giờ rưỡi nha quý anh chị đó những cái hàng cây xanh mát ở trước nhà chúng ta nè ta là trồng những cái uh, cây cây kiển nè quý anh chị đó rồi những cây hoa rất là đẹp ha buổi sáng á uh, buổi tối quý anh chị ra đây À, giải trí là bằng cách là tưới cây thì rất là thích ha quý anh chị có những cái bông trang cây phát tài rồi nè đó và cái vị trí nhà chúng ta thì nó nằm ngay khu vực của để lọc nguyễn cho nó qua bên đây ha rồi anh chị ơi, căn nhà này là một cái mẫu nhà cấp 4, vị trí nằm trong một cái khu dân cư cũng khá là đông đúc thôi quý anh chị. Thì bên tay trái Lộc Nguyễn nè, quý anh chị đi ra đường nhựa của đường cộng đồng Lộc Hậu á, chỉ tầm khoảng 30 mét thôi. Và xe ba gác chúng ta di chuyển đến nơi ha và trong vòng bán kính 500m đổ lệ thì nhà chúng ta không thiếu một thứ gì nha quý anh chị có chợ nè có siêu thị có mát nè có công viên có trường học cho quý anh chị vui chơi giải trí ha quý anh chị ha và những quý anh chị cô chú nào á chúng ta ở quận 8, quận 7, quận 4 thì chúng ta đi lên trên khu vực uh, trung tâm á uh, chỉ tầm khoảng 35 đến 40 phút theo trục đường quốc lộ 50 thôi rất là gần nha quý anh chị thì uh, cái mặt diện cộng chúng ta nè uh, làm khá là kiên cố và đây là một cái mẫu nhà cấp 4 khá là dễ thương ha uh, quý anh chị cái cổng chúng ta được uh, làm khá là chắc chắn cho quý anh chị luôn và có những cái hình cung, hình rào nè. Đó, có những cái đèn buổi tối bật lên nó nhìn rất là long lanh lóng lánh luôn ha. Rồi, cửa chúng ta quý anh chị được làm bằng cửa sắt hộp với cái tông màu trắng và tông màu xám là quý anh chị. Khá là kiên cố đó. Rồi, đi vào cái khoảng sân, cái khoảng sân này rất là thích luôn. Một cái khoảng sân vườn trước nhà rất là mát nha. Buổi sáng quý anh chị ra đây á thì rất là thích nha quý anh chị. Ở đây á thì tường cũng khá là cao tầm khoảng 2 mét cho quý anh chị rồi rồi xung quanh thì có những cái đèn nè những cái đèn cổ điển nhìn rất là đẹp đây là một cái nhà mẫu nhà cấp 4 tuy nó đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại nha quý anh chị đây cái sàn nhà chúng ta nó cũng cao hơn so với cái mặt sân luôn nè và phía sân thì trồng được những cái loại cây cảnh nhìn rất là mát nha quý anh chị ở bên đây có một cái cây bông giấy hoa rất là nhiều luôn nè quý anh chị đây để lộc nguyễn bật cái đèn Vào đây cho nó sáng lên ha Đó, nó sáng lên. Nhà này rất là nhiều đèn, nên quý anh chị nhìn thấy rất là đẹp ha. Khi mà đi vào bên trong khu vực phòng khách á, thì sẽ qua một cái lớp cửa bốn cánh nè. Cửa này được uh, sơn theo cái tông màu xám và kính là kính cường lực khá là nặng tay luôn. Tường á, thì ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn rồi. Còn uh, bên mẫu cái khu vực ở phía trên đó quý anh chị, làm cho quý anh chị là một cái bvc giả gỗ, nhìn rất là sang đó quý anh chị. Bên tay phải là có một cái khung... Uh, không kiểu mà lấy lấy gió lấy sáng á, để cho cái cây bông giấy này nó có không khí rồi có nước đồ nước mưa đồ chảy vô ha thì về á lộc thấy cái khoảng không gian này nè chúng ta có thể là thiết kế một cái hàng à, chầu bà leo lên hoặc là một cái hệ thống mà mà như là chanh dây á, đó cho nó leo lên khu đó thì nó sẽ rất là đẹp nha quý anh chị và quý anh chị nào mà thích mà bông hồng á bông hồng gai mà bông hồng leo quý anh chị đó nó sẽ rất là đẹp cho nhà chúng ta ha rồi đi vào bên trong cái khoảng không gian phòng khách nè. Buổi tối thì nhìn nhà của chúng ta nó long lanh hơn nha quý anh chị. Đó, à, rất là rộng luôn. Phía dưới là gạch bóng kính uh, vân mây ha. Rồi ở trên tường nè, có những cái bức tranh hình những chú hưu nè. Đó, nhằm mang lại tài lộc cho gia chủ khi mà chúng ta uh, sở hữu căn nhà này. Rồi tường chúng ta được ốp gạch khá là cao, tầm khoảng 1,6 cho quý anh chị rồi. Một cái khu vực uh, bếp nó một cái khu vực tường nó trấn giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách ha rất là hợp phong thủy và những cái kệ này chúng ta để đồ thì rất là thích không quý anh chị trưng bày những vật phẩm và lưu niệm hoặc những cái bình rượu quý á. còn những quý anh chị nào mà thích đọc sách á chúng ta có thể là trưng ở đây đọc sách thoải mái luôn nha và để cho một cái bộ ghế sofa nữa thì rất là hợp lý luôn quý anh chị ơi ở đây á đèn chùm chúng ta thì nó sẽ đổi màu được nha rồi cái khu vực này nè cái khu vực nè rồi nó đổi màu được nha quý chị còn đến cái khoảng không gian bếp chúng ta là đè ở đây á thì uh, nó kết hợp luôn cái cái quạt của chúng ta nè nó kết hợp luôn cái uh... ủa cái này trời bóng nó tắt hả ta hình như nó có đèn nữa nè có nãy em bấm rồi Kia, ừ. <laughs> rồi à, đến với cái khu vực bếp á thì nó cũng uh, khá là thoáng ở đây là nhà cấp 4 á, nên nó làm một cái không gian mở quý anh chị mở xuyên suốt ở dưới cái uh, sân sau luôn nên nó cảm giác rất là rộng nha quý anh chị ở đây chủ nhà làm cho mình là tủ bếp trên là tủ bếp dưới được ốp lát đá hoa cương rất là sạch sẽ luôn quý anh chị ơi đó ở đây nước chúng ta xài là nước sạch ha nên quý anh chị an tâm sử dụng cái nguồn nước này ạ à. ở phía trên nè đó giờ chúng ta làm một cái dàn chén ở đây, rửa chén rồi ốp chén lên thì khá là tiện lợi nha quý anh chị. Có những cái kệ tủ để chúng ta đừng đồ thoải mái nha. Rất là gọn, ở đây để một bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 4 đến 6 ghế cho gia đình mình nữa thì khá là hợp lý nha quý anh chị. Một căn nhà cấp 4 có hai phòng ngủ và hai à, căn phòng vệ sinh luôn. Đó, mỗi phòng của chúng ta cái phòng này nha quý anh chị nó nó là một căn phòng master nha. Đó, rất là rộng luôn quý anh chị. Rất là rộng căn phòng này thì quý anh chị sẽ ốp được một cái giường ngủ nè một cái tủ đựng quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm cho gia đình mình ha ở đây thì chủ nhà cũng đi những cái đường dây ống đồng rồi về chúng ta chỉ cần lắp cái lạnh vào và sử dụng thôi quý anh chị ở trên tường là trần dược cấp nè có những cái hệ thống đèn lon rất là sáng làm cho khoảng không gian phòng ngủ chúng ta rất là sáng luôn rồi bên trong khu vực phòng vệ sinh á, thì rất là gọn và rộng rãi ở đây á, là một cái bồn cầu rồi vòi sen rồi la bông bô, rồi kính đó quý anh chị tôi ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn nè rất là sạch sẽ ha căn nhà căn phòng này rất là thích hợp cho một cặp vợ chồng son người ta ở ha rất là tiện lợi khi mà buổi tối đi phòng vệ sinh rất là tiện luôn rồi ở đây là một cái khoảng không gian trống á thì với không gian trống này á quý anh chị có thể là để máy giặt ở đây nè ống nước vào ống nước ra rồi ổ cắm điện đó rồi chúng ta có thể là để một cái khu vực nhà kho cho gia đình mình nha. Rồi đến với khoảng không gian phòng ngủ tiếp theo. Không gian phòng ngủ này là nó không có phòng vệ sinh nha, nó chỉ có những đường dây ống đồng đi sẵn thôi. Để trần cũng là trần dị cấp luôn. Đó, nhà này thì lộc thấy là thích hợp cho một uh, gia đình chúng ta có hai vợ chồng hai đứa con chúng ta ở thì khá là hợp lý. Điểm cộng của căn nhà này là nó sẽ có một cái khoảng sân sau rất là rộng. Khoảng sân sau này chúng ta tận dụng để chúng ta giặt giũ đồ ở đây đó không gian này trống nha quý anh chị về chúng ta có thể là, là làm máy tre nếu mà thích máy tre nha thích thích, thích không không có nắng á. rồi đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh nè có đầy đủ những thiết bị cơ bản bồn cầu lavabo vòi sen rồi lắp kính sẵn cho quý anh chị luôn nói chung căn nhà này á làm á lộc thấy mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu với diện tích là ngang mét rưỡi sâu vào là 25m nhà chúng ta được thiết kế là nhà cấp 4 nhà một mẫu nhà à, rất là thoáng và, và đây chúng... là một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nằm trong cái hướng à, Tây Nam nha quý anh chị rất là phù hợp cho những quý anh chị nào chúng ta thuộc cung mệnh Tây Tứ Trạch ha và à, căn nhà này với mức giá đủ là bao nhiêu ạ à? chỉ có 1 tỷ 750 triệu thôi là mức giá đủ quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho lộc nguyễn qua số hotline phía trên màn hình để đi xuống thông qua thực tế ạ à. Của video là nguyện mến chúc cho tất cả quý ông bà, quý cô chú Có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình mình ạ à. Xin chào và hẹn gặp lại